Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh này nhé.
bạn ơi, vậy là chỉ với ít phút thôi mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tôi một lần sau. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.